nhiều tiềm năng. Các doanh nghiệp nước ngoài tên tuổi cũng đang từng bước tìm cách xâm nhập. Bởi vì trong những năm vừa qua, cái chỉ số tăng trưởng của Việt Nam là rất là cao, hơn 70%. Và bởi chúng tôi đánh giá là thị trường Việt Nam là một thị trường rất là tiềm năng cho chúng tôi tiếp cận đến những cái khu vực trong những quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Và đặc biệt nữa là trong cái sản phẩm, những ứng dụng trong đồ gia dụng thì ở khu vực Việt Nam để tiếp cận đến khu vực Đông Nam Á thì rất là thuận lợi cho chúng tôi. Nên chính vì vậy chúng tôi đặt nhà máy ở Việt Nam. Dù khẳng định xu hướng sử dụng